Những ngày qua thì số trẻ mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. Đáng lưu ý có nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Các y bác sĩ phải theo dõi sát sao sức khỏe của từng trẻ để xử trí kịp thời. Cách đây hơn một tuần, bé trai 2 tuổi này phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 4, phải thở máy, nhiễm trùng huyết với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3. Được các bác sĩ tích cực điều trị, đến nay tình trạng bệnh nhi đã tiến triển tốt. Con em thì nó chuyển biến rất là nhanh luôn chị, và không có biểu hiện của nổi hạt ra tay hay ra chân gì hết. Cháu chỉ có sốt thôi và lỡ miệng, lúc đó cháu là suy tim rồi. Nói chung là người thì tím tái rồi, cứng rồi. Em thì không, cũng cứ nghĩ tay chân miệng là hồi giờ nó bình thường rồi, nó cũng không có biết là mức độ nó nặng như thế này. Cũng có con mắc bệnh tay chân miệng nặng đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Chị Hồ Thị Phượng cho biết mình đã chủ quan tự bôi thuốc cho con tại nhà. Đến khi con sốt cao, co giật, gia đình mới đưa bé nhập viện và được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Thì các cái dấu hiệu lâm sàng mà của một đứa trẻ tay chân miệng mà để mà biểu hiện rõ thì nó là ít. Nó có trẻ thường ở đây chúng tôi chỉ gặp là cái loét họng là nhiều. Những cái nốt mụn nước là chúng ta ít gặp, mà gặp là nốt hồng ban. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái đặc điểm thứ hai nữa thì là khi những trẻ mắc thì đến với chúng tôi là mắc rất là nặng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 158 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có một trường hợp tử vong. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng và rất nặng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Lưu ý rằng khi trẻ mà phát hiện là có biểu hiện lở loét ở miệng, kém ăn, bỏ ăn, hoặc là bệnh nhân trẻ sốt cao, hoặc trên thân người của trẻ nổi những mụn nước, li ti hoặc lớn, thì bất kể những dấu hiệu nào thì chúng ta cũng nên đến cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó, phụ huynh và nhà trường cần làm tốt việc giữ vệ sinh cho trẻ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ chơi cho trẻ bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn, rửa tay thường xuyên cũng như tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.